Mụn của bạn là do sử dụng thuốc rượu rồi nha mọi người, rất là nặng luôn rồi, nặng lắm. Mụn ở bên dưới thì chi chít luôn, chị sẽ live stream cho mọi người coi cái ca mụn này ha. Bên chị kỹ thuật lấy nhân mụn và xử lý những cái ca mụn này như thế nào nha. Sao nó cứ sao sao quá, em ấy xa quá không mát. Xa quá không được, xích lại gần, cỡ chị nè. Ôi, 4 chấm mấy dữ vậy, 3 chấm thôi, để nó bị bể nét rồi, xích lại gần giống chị. Cỡ cái. Hả? Mày làm sao đó, mày làm thì mày chỉnh, mày tự mày chỉnh đi chứ. Thiệt á. Hello everyone. Hello. Kỹ thuật lấy nhân mụn bên Hana nha mọi người. Mọi người coi livestream mọi người sẽ chia sẻ giúp chị nha. Kiếm gì rồi? Được không? Ổn không? Ừ. Ừ, được cho chị ha. Cứ tưởng nó là đau nhưng mà bạn không có đau lắm nha mọi người. Nói chung là khu vực trán á, thì nó cảm giác xíu thôi, hồi xuống khu vực nào mà yếu da thì nó đau nhưng mà nó không có đau như mình tưởng tượng đâu nha mọi người. Không được. Nó không đau như chụp em lấy mụn đâu, yên tâm. Được cái đèn mà để cái điện thoại dưới đèn luôn rồi. sao ta để cái tay được chưa ngoài lấy cái logo cho chị cái coi Vi được miếng nào hay miếng đó nghe. Mọi người coi nha, ca này livestream chắc cả tiếng đồng hồ đó mọi người, chịu khó coi giúp chị nha. Nuôi gì chứ đừng nuôi mụn cho mọi người, tới chị Hana lấy lại hết cho mọi người nha. Được mấy hơi quay như vậy cũng khỏi quay luôn chứ cháu nó rồi phải. Góc này. Tay nó bị chảy. Vậy em livestream đi chị quay nha. Đau được nó làm thấy ghê. Có đau đâu mà làm thấy ghê không? Sao Tuấn? Phải tin Tuấn không ta? Lọc. Lọc? Sao lọc? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Lấy cái lọ đây bỏ bụng vào trong lọ tí đi gì làm gì chồng cái gì ai mua trái cây khuyến mãi à, vô bé luôn em bắt đầu lần lần em Bình Dương kế bên Bình Dương kế bên hả à. Tiếu dữ vậy ừ, mà phức lọc á rất là phức lọc á à, chung lọc chung lọc chết cha rồi bạn kia ít mụn quá xỉu rồi sẹo cái mụn chai đúng không nè Tuấn Tuấn ơi Tuấn ơi em có bận không Tuấn em có bận không chịu khó đợi chị chút xíu nha ấy ngủ đi Tuấn. Tưởng nó hết mụn rồi không có tinh thần để ngủ luôn á má
Mọi người thấy không mọi người? Cái mặt khô nha. Nào qua lấy cho này đi, còn tính đi. Hôm nào chai quá thì để lại. Sáng cái tần cân nhầm nhụn mỏi hết rồi cổ. Gì? Sáng cái tần cân nhầm nhụn mỏi hết rồi cổ rồi. Là chờ tới sinh nhật mới được ăn xài hả Lộc? Đúng rồi chị. Gì mà đau dữ vậy? Ủa 15 tháng 10 đúng không? 14 tháng 10 à, em tưởng 15 tháng 10, sinh nhật ba em cũng 15 tháng 10. Ghê vậy? Ba mày có vợ chưa? Ờ, à, ẩu nữa. Ủa chị có hỏi vậy thôi mà sao làm gì nói chị ẩu. Chị ăn cái vậy á, người ta xong nghỉ cười lâu rồi bà cười hoài à. Hello chị nóng, em nóng gì vậy? Nóng. Cho cái quạt đi Vi. Bật máy lạnh xuống đi. Cho máy lạnh ấy, đừng cho quạt. Ủa Lộc có thể coi chi TikTok của chị không Lộc? Có. Có hả? Có bình luận không? Không. Em không biết nói gì hết trơn. Chứ ngoài nói dữ vậy mà vô đây coi là chi không biết nói gì hết à? Mà đây chị giao lưu khán giả đi chứ quay với mặt em làm gì? Đúng không? Không, chị đâu có quay TikTok đâu. Chị quay gì vậy? Facebook. À, Facebook hả? Mụn béo quá ha. Đã hả? Ừ. Nhìn bộ Facebook lên coi. Sao bị đã luôn.
45.000 người đang coi em đó Lộc. Có ghệ chưa Lộc? Ủa nha, cái này về hết bụng là đi cô ghệ cho chị nhá không? Ok chị. Vui vẻ gì mà không đi không chịu cứ có ghệ đi. Sinh năm bao nhiêu rồi? Em hơi ở ba. Cái điện thoại nè. Về nhỏ. Không có trả lời quá. Ủa? Hơn là về nhỏ hả? Ừ. Ủa? Chị ăn hơn nguyên con giáp luôn á. Chị hơn em con giáp hả hả? Ừ. Ủa chứ sao nữa? Chị không biết nó tuổi gì hiểu không? Chị em vẫn nghĩ chị em còn 18. 91. Để chị 30 rồi đúng không? 31 rồi. Kiếm chồng đi. Tao cũng đang kiếm nè, chưa ra. Sẽ làm chồng ra được không? Ẩu nữa. Ẩu nữa. Không được. Nghe em có anh trai không? Có, đi xuất khẩu lao động. Chưa, ổng về liền gấp cho chị. Ủa vậy ba em sinh năm nhiêu? 75. Thì hỏi tới ba làm gì? Ba em tên gì hả? Ba em tên Thành á. Mẹ? Mình. Mình hả? Ừ. Ông nội tính chưa? Ông nội còn nội luôn hả? Còn chứ. Còn bà nội không? Còn luôn. Còn luôn ghê vậy? Kim. Kim Kim biết tên là ba mẹ chồng rồi. Biết tên nhà Phạm rồi. Còn ai nữa không? Em tên Thầy đó hết rồi. Nhà hai bạn trai hả? Dạ đúng rồi. Anh mình sinh năm bao nhiêu rồi? 97. Xíu. Như đi nước ngoài cũng làm ăn được gì đâu hỏi. Đi cho đỡ báo quá chứ. Nhà quậy quá. Dễ hả? Nhà báo quá đâu. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu em gắn ghét em thì giỏi giang chăm chỉ. Đúng 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 đúng. Yeah, yeah. Ghê ghê. Đúng. Gia tài này của em. Em chỉ có sạch trái cây thôi chứ có gì đâu mà gia tài. Thôi sạch trái cây là hơn rất nhiều người rồi. Sạch trái cây mà bán có xoài không à? Xoài nói chung bán đủ chứ tại em nói vậy thôi chứ. Tại xoài ghẻ nhất chứ. Không. Chị muốn cho xoài hay xoài ghẻ nhất vậy? Biết rồi nha. Nói gì? Nhấn cho nó mạnh lên chút xíu đi. Thôi. Lúc kén bây giờ cho cái gì nè, là cho xin đi. Bơm. Thôi ăn bơm nổ bụp banh xác làm sao. Ồ, chị không muốn ăn bơm đâu, nổ bụp bụp. Trời ơi. Dạ. Để cho người ta lấy mụn. 4 cái lo xung quanh rồi đấy. À, biết rồi nha. Không phải cái ghế. Hèn như bây giờ thấy mặt sượng trân rồi. Hại thiệt chứ. Mệt quá à. Nhìn như hai cái que vậy. Kêu cọc cọc cọc. Kêu cọc. Nghe muốn bán dây chai vậy. Mấy đứa kia nó hay gù. Đóng người.
Được rồi đấy mọi người ơi. Có livestream không nhỉ? Có chứ. Có. Sao người ta vừa lỡ ở cái spa lại cười biết vậy? Ừ. Nó quan tâm tâm lý không? Ừ. Về nha, bữa sau quay lại nha. Ê, cho cái ba lô đi. Quá xinh này. Xin nữa. Dễ thương quá à. Đây hả chị? Ê, về nhà khoan hai đắp cái thang để chị coi tuần này có sao. Mua đâu mặt nạ cấp ẩm gì đắp đi. Mua mặt nạ cấp ẩm. Ừ. Đưa cho bạn cái Katimi á Hằng. Nắng chang chang à. Nắng. Làm đi. Mình sao mới thành đi chơi. Gì vậy? Đến giờ. Thành lắm lắm. Chưa nghỉ luôn. Đèn trên đầu chị này kìa. Vướng quá chị ạ. Sao rồi em? Ừ. Được không? Ừ. Ổn đúng không? Ổn. Tiếp nha. Cái gì vậy? Đông cổ xíu. Đã không?
cắt điện hả? Ở bên kia có ai đợi không giờ? Qua bển coi đi hả? Ngoại đưa cái móng vô là ra ha. Ngộ ha. Dễ quá ha. Ừ. Móng bị cứng. Ừ. Cái dây vàng, dây vàng cái mại luôn á. Kiếm cái dây vàng nữa kìa. Ăn bánh ninh mà nuốt không có vàng có hổng hả ba? Nãy mắc cười gì? Tới em chị mụn mà chị nạ em dữ vậy? Mụn này nặng 2 đêm hả spa ơi? Trời ơi. Nặng 2 đêm mà spa ăn cám luôn. Nhanh lắm mọi người ơi. Hello Minh Anh. Ủa sao mình giật mình dữ vậy em? Cổ đau. Đau đâu mà đau? Ờ không đau. Ừ. Không hề đau nha mọi người, đừng có nghe. Ờ đúng rồi, không có đau. Không có đau, không có đau. Ờ đúng rồi, không có đau nha mọi người. Còn chỗ nào có mụn không? Là cái nặng luôn nè. Mất luôn phải con. Hello Tài. Hello mọi người nha. Mày nặng đi thì mày nuôi nó luôn. Mụn nó nặng hoài không hết đâu. Sợ thật. Bạn bị sử dụng cái tái tạo của bà lão mọi người nên da hư tổn giống vậy nè. Nghe chị nói chuyện cười ẻ chứ. Chứ đau là gì. Tại chị tại bạn này mắc cười lắm mọi người. Không. Ủa gì từ chối dữ vậy? Ủa sao vậy? Người ta xin lỗi em không có mắc cười. Đúng rồi, em không có mắc cười miếng nào luôn. Không. Chị mắc cười, người mắc cười là chị xin lỗi em. Em hướng nội còn chị hướng tùm lum. Đâu chị cũng hướng hết. Nó đau rồi, nó hết nói được nữa rồi. Nãy giờ có nửa tiếng rồi mọi người. Ngồi chắc tăng tiền lên quá. Mọi người thấy không? Lấy mụn là phải dứt điểm. Nó phải hết cái chân giống như vậy thì da mọi người mới không bị viêm lên nha. Lấy mà cứ nhai trên mặt mọi người về dễ bị viêm lắm. Mình không hết chân á, về là mọi người bị viêm liền. Bên chị thà là sót mụn chứ không có sót chân nha mọi người. Tại vì mặt độ mụn của mọi người nhiều quá, mình không thể lấy một lần hết 100% được. Thì ít nhiều gì nó cũng có sót chút đỉnh.
nhưng bên chị sẽ cố gắng làm sao để hạn chế sốt nhất. Thường là những cái mực độ mụn dày giống như vậy thì mình lấy khoảng 4-5 lần thì mới giảm từ 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 nha mọi người, chứ nhiều dữ lắm. Lần sau nó còn gom lên nữa nha mọi người, nó còn gom lên để mình lấy sạch hơn á. Với cái da này nó đỡ là phải 4-5 lần thì nó mới đỡ hẳn thôi ha. Mặt này chị khoảng hơn 1 tháng, tầm 2 tháng nha mọi người. Tranh thủ cho bạn đi nghỉ vụ nè mọi người. Mặt này quay rồi này. Thôi đừng thối, nó nản đó. Khám chưa? Chưa. Ừ, nó xếp vô cái phần da liễu, nó đâu có cho đi đâu. Thôi đó thì đi. Vậy thôi em đi muộn, mẹ đi khám cho đi, đi khám xong rồi mẹ đi lấy dụng. Nhưng mà muốn đi không? Đừng nói chứ nó vẫn bị à, nó vẫn đi à, làm gì có dụng không đi. Đúng rồi. Chứ ngành công an là xếp cái da này nó đọc cho vô đâu. Ừ, công an nó sẽ khó hơn. Bộ đội gì nữa thì em. Thật? Bộ là một chuyện, muộn là chuyện khác không. Bữa hổm Khang đó, nó thi vô ngành công an mà da nó không, không nó bị vậy, nó đâu có cho đâu đến chị, xong rồi nó mới được đậu. Công an nhiều ông da mặt rỗ nữa vậy. Rỗ là khác, mụn là khác, rỗ là sao mụn rồi. Ừ. Nó không phải đòi hỏi về ngoại hình, nó đòi hỏi về giống như là nó bị mụn thì trong người mình bị cái gì đấy, nó bị mụn như kiểu vậy á. Chứ bộ đội thì đi là đi à, chứ là gì có dụng mụn mà không đi. Bộ đội là bắt buộc. Ủa chứ bộ đội xăm mình có được đi không? Được, giờ đi hết rồi. Bạn em có đi mà nó bảo đi chặt bò là thích nhất. Ừ. Đừng nhông nhông ngoài đường mà làm những cái kia ăn được. Ừ. Bộ đội về cái gì mới làm, chủ yếu làm hay không thôi. Để mấy năm rồi? Hai năm. Dạ quên kinh nghiệm bán xoài rồi, ai bán này. lúc đấy vô lại mẹ đưa xe trái cây ra đứng trước cổng ấy. Chốt đơn nữa rồi. Già lại dai dào lên nữa hả? 4 tháng nữa mới đi. Có Tết mới đi lại. Tháng 2 á. Sao em chị nó được miễn vậy ta? Cận quá. À cận. Ừ. Vậy em phải về coi điện thoại nhiều vô, coi giết con mắt vô. Để chị kêu nghiệp coi điện thoại nhiều vô cho bị cận thôi. Ừ. Cận là không đi nha. Thấy cái đường bắn súng đâu mà đi. Thì đấy. Không về nó kêu, nó về nó chặt tay đi. Chặt đốt đi. chặt đốt đi nó không phải đi. Giống như chặt anh em. Có cái nè, nhỏ rồi. Ngón nào được hết á. Thằng Tân nó kêu quên mình chứ. Thằng Minh nó kêu mấy tháng sau chị không thấy em quay lại là chị biết em đi nghĩa vụ rồi. Vậy hả? Mặt nó đi nghĩa vụ thôi. Chị uống nước hoài luôn. Cái điều chị bụng đẹp đấy mà lại về chị uống nước à. Tụi em mới nhắn tin khoe chị An cái hôm sau em đi chơi với bệnh viện. Yoga spa sao nó làm em được? Lâu rồi chị. Đó về phát sốt đó. Nhưng mà nó nặng xong về em sốt luôn. Ừ. Sợ luôn. Ừ. Khỏi nó cũng vậy mà. Dễ gì em. Nó sốt mà dễ gì sao? Bạn đau hơn chị mà đúng không? Ừ. Đúng. Mặt này mà để cây cho nặng thì thôi chứ còn cái gì. Gì là cái mặt này đâu. Mặt tay mình không dám đè đây.
có chị ba, còn là nam không. Ờ, giấc này cũng có một cái xì ba nó cũng toàn là nam. Xì ba sau nhà mình hả chị? Cái xì ba về massage đá nóng gì đó. Đi. Được đó. Sùng lắm. Rồi ấy xong rồi chị quăng em qua nó gần nè, nó lên phân thượng quăng mày qua bên làm luôn. À. Đi đường bay. Ship đường hàng không mày qua bên luôn. Từ bên kia mà. Thì dục nó làm sao cho nó bay ra ngoài đằng trước luôn. Không phải là chim đâu mà dục tới dục lui trời. Đợi phải đi. Không. Đi được đúng không? Đường đường đàng hoàng đúng không? Đường chim chim nó có thể mất ra. Ủa chim đâu mà dục. Uống rượu thuốc bị vậy hay. Không phải đâu anh ơi, uống rượu chứ hộp quá anh. Uống cua thuốc bị vậy. Ông anh. Em uống rượu gì á? Quá trời quá đất trời. Mày uống rượu gì thì khai khẽ lên. Em đâu uống rượu đâu. Mệt ghê luôn. Bữa em vô massage nhỏ kia nó kêu là em đẹp trai á, mãi đi chị mụn đi. Chứ em qua chị luôn á. Vậy hả? À? Ờ, à, nó nói như vậy mà. Cô nhỏ massage nó chỗ nào vậy? Ở dưới Bình Dương em á. Ừ, để xò xin lên phôi xuống cảm ơn nó. Ấu nữa. Em bán nhiều thứ lắm, bán trái cây chứ không có bán xoài không. Hồi nãy tính tặng trái xoài thôi. Tặng trái xoài thôi. Xài rẻ nhất. Nó mệt ghê. Xài thì ăn nhất đúng không? Ai cũng ăn được. Chỉ là ở tặng trái khác người ăn người không thì sao? Đúng rồi. Không tặng trái ri ai cũng ăn được mà. Không, trái đó không có chị ơi. Nhà người ta tầm hàng nội địa thôi. À, đi xuống đây đi. Chạy hết cái đèn rồi. Đèn cạo mũ á. Không hết nè. Thì nó lại lên nó bình luận đi làm gì. Cười vào mặt khách đi. Nói cái xì ba gì mà mình bị chửi vô đó hoài gì. Vui không? Vui mà đúng không? Ừ, đau. Nãy nó không đau rõ vàng. Ờ, không đau không đau. Tắt lại chim đi. Tức lên chưa đi. Khóc luôn à. Ăn. Vô. Tâm đúng không? Ừ. Có đau đâu mà rung mình dữ vậy. Cái này là cái này sẹo hay là mụn không? Đây nè. Bên này. Nói cái mũi dưới đó. Đó. Mụn nha. Làm gì mà. Làm gì mà nóng cái gì. Đè sao nó thụt cái môi vậy.
Về bị nó ngọng luôn này con. Nặn xong rồi.